đây là khu Thả Diều ở quận 9 nha mọi người. Đó, con này con ta đi Thả Diều nè bà con. Quá trời ta đi không. Khu này rất là đông, buổi tối nhưng mát mẻ nên ta đi ra Thả Diều nè. Đằng xa xa kia là lăng mát luôn nha bà con. Có mấy con diều rất là đẹp. Đó, con tàu nít đi chơi quá trời luôn. Đây mát lắm mọi người, rất là đông người ta đi thấy. Đây, ở đây là khu City Park quận 9 nha mọi người. Khu Thả Diều đông nhất nè. Đó, giờ mình đi thẳng tiến vô bên trong mình coi. Và hai bên đời có bán nước uống. Nhà chắc mua ly nước mía đi nè. Thôi mua ngay chỗ xây nhiều nè. Đó, có bán nước nè không. Đó, khu bên đây có buôn bán quá trời. Quậy vẫn cần. Hồi nãy cũng có nước mía nữa kìa. Đó, chạy dữ ha. Đó, cô bên đây bán nước. Hãy cầm mấy chợ nữa. Đứng đây đi. Đó, có mấy màu sắc để cho người ta ngồi rồi, thấy không? Chị theo chị về đứng đây chút em ra. Chút đứng đó ra đó. Đó, có mấy quần. Nó có lễ hội nữa nha mọi người. Kia mới là người ta có trò chơi bên đó đó, chắc mua vé trong đó đó. Wow, quá trời người ta Thả Diều nè bà con ơi. Thử đi vô trong kia coi ta. Nắng quá trời người ta Thả Diều. Ta đi ngồi hóng gió Thả Diều quá trời luôn ha. Vừa đủ màu luôn. Nè, mấy vừa màu sắc đẹp quá ha. Tối mát mẻ nên người ta đi Thả Diều chơi. Khu trong kia chắc người ta cho bán trò chơi chơi. Cắm trại luôn nè, thấy không? Có mấy cái liều cắm trại ở ngoài đây rất là mát ha.
thấy đi vô khu trò chơi chơi được. Bên đây là khu trò chơi nè, nhưng mà chắc phải mua vé. Không, khu đó là chơi bóng rổ kìa. Có khu chơi bóng rổ nữa ha. Đây, ở đây là City Park. Đó, khu bên đây là có chơi trò chơi nữa nè. Còn bên kia là miễn phí nha. Bên đây là đi vô là mua vé vô chơi trò chơi. Đây. Đây nè, là đây nè. Ở đằng kia có ca nhạc kìa. Có sân khấu kìa, mà mấy ca nhạc miễn phí là sao không biết nữa. Để chút đi qua bệnh coi coi sao. Đây, tới bên đây là tới khu trò chơi rồi nha. Phải mua vé vô chơi mới được nha mọi người ơi. Đó, đằng kia có dòng xây kìa. Thử đi lại đây coi coi người ta bán vé ăn nhiều vậy trời. Đây bản vé nè mọi người. Zoom bản vé lại cho mọi người xem. Đây, ở đây là ngày thường 50.000 vé, còn cuối tuần là 100.000 nha mọi người. Nó vô trong đó chơi đó. Đây, ta ngồi ta thấy nhiều nè bà con. Đó, cỏ xanh mướt luôn. Cỏ này là cỏ thiệt á. Có nhiều gì đâu. Nhiều gì đâu đó bạn. Nhiều nhỏ nó bay mắc cười á. Này là cái kia nó tắt đèn. Thành ra ra đây ta nằm cắm trại chơi thả diều vui ha. Hai bên đường người ta bán đồ ăn thức uống khá là nhiều. À, con nhiều nhiều mai ha. Cho bán mấy con diều để cho người ta thả diều. Khu thả diều này có bán mấy con diều. Bán mấy con diều dễ thương, nhỏ nhỏ hết. Cho bán đồ ăn thức uống. Ở đây người ta có cái khu chỗ giữ xe không đa gắn máy nè nha mọi người. Xe hơi thì đậu trên lề nhìn nè. Còn chỗ này chỗ giữ xe gắn máy.
Thế là em đi dạo nguyên vòng cái đêm nay chỗ thả diều là có nhiêu đây vậy thôi nè.